Xin chào, đây tiếp tục là một video chia sẻ bí quyết. Và không biết rằng có bạn học IELTS nào đang quan tâm đến part 1 của phần thi speaking không nhỉ? Bởi vì theo mình thấy thì phần thi này khá là dễ kiếm điểm. Và nếu các bạn biết cách ôn luyện theo các bí kíp thì mình tin rằng điểm của các bạn sẽ còn cao hơn nữa đấy. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về thông tin chung của bài thi speaking nhé. Thì thời gian để các bạn làm phần thi này là từ 11 đến 14 phút. Và các bạn phải thể hiện được cho giám khảo biết rằng khả năng nói năng lưu loát của mình này, khả năng trả lời câu hỏi, đồng thời cũng là khả năng giao tiếp với ban giám khảo. Phần 1 thì các bạn sẽ trả lời các câu hỏi chung chung về bản thân, như là về gia đình, quê hương, nghề nghiệp hay là ngành học. Và chủ thể ở đây sẽ là các bạn, nên càng làm bản thân thú vị bao nhiêu thì bạn sẽ càng dễ được điểm cao bấy nhiêu. Về phần 2 thì người hỏi sẽ đưa cho bạn một chủ đề nhất định và bạn phải nói về chủ đề đó. Và trong đấy người ta cũng sẽ đưa cho bạn một cue card để bạn có thể dễ dàng phát triển ý. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị các ý mình sẽ nói và 2 phút là tối đa để nói về chủ đề mà họ đã đưa ra cho bạn. Và có thể người ta sẽ hỏi bạn 1 hay 2 câu sau khi bạn nói. Ở phần 3, người hỏi sẽ hỏi các bạn các câu hỏi về hiện tượng hoặc sự việc mà các bạn đã chia sẻ ở phần 2. Các câu hỏi ở phần này thường sẽ được hỏi ở các dạng sau. Dạng discuss là bàn luận, compare là so sánh, explain là giải thích, evaluate là đánh giá, analyze là phân tích và speculate là dự đoán. Trong video này mình sẽ tập trung vào phần 1 và như mình đã nói từ trước là phần này là phần thi dễ nhất nên hãy cố gắng ăn điểm trong phần này nhé. Trong part 1, mọi câu hỏi sẽ xoay quanh bạn và vì thế hãy thật tự tin, bởi vì phần thi này không đòi hỏi kiến thức cao siêu gì đâu mà chỉ là về bạn và chỉ vì bạn mà thôi. Thế nên là các tips mà mình đưa ra ở trong này sẽ thật đơn giản và dễ nhớ, để cho các bạn đưa ra được những câu trả lời như thế nào thú vị nhất để gây ấn tượng với giám khảo nhé. Đầu tiên là hãy thật thoải mái như mình nói chuyện với người bạn của mình. Người ta đã có câu rồi, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Thế nên là phải thoải mái với những gì mình đã chuẩn bị và hãy nói tất cả một cách thật tự nhiên. Để mình sẽ lấy một ví dụ luôn cho các bạn dễ hình dung. Họ có thể sẽ hỏi bạn là sở thích của bạn là gì, đúng không? What is your hobby? Thì mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể, có thể là âm nhạc chẳng hạn, là music. Thì họ sẽ tiếp tục hỏi những câu phát triển từ ý trả lời đó của bạn. Ví dụ như là why, why is that? Hoặc là what is your favorite genre? And list 5 of your favorite songs right now. Có thể họ sẽ hỏi là thể loại yêu thích của bạn là gì, thể loại âm nhạc yêu thích là gì. Điều thứ ba mà bạn cần phải chú ý khi làm bài thi part 1 của speaking đó là câu trả lời của bạn phải có độ dài tầm 3 đến 4 câu và phải trả lời sao cho thật thú vị, làm cho giám khảo ấn tượng với phần trả lời của bạn. Ví dụ, họ có thể hỏi bạn là where do you live? Đừng trả lời là I live in Hanoi rồi để đấy thôi luôn. Bạn có thể trả lời đúng nhưng câu trả lời đấy hơi nhàm chán và họ không biết phải đánh giá gì dựa trên câu trả lời đó cả. Nếu là mình sẽ trả lời như sau: I live in Hanoi. I have been living here since I was born. So yeah, it has been 22 years. And it also means Hanoi is my hometown. Và đó cũng là bí kíp cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy comment ở phía dưới những gì mà bạn thích ở video này và có thể là gợi ý cho mình những chủ đề mà mình sẽ làm tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!